Rồi thầy trò chúng ta thử làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Đắk Lắk năm học 2017-2018 đề như sau. Có 4 ống nghiệm được đánh số là 1, 2, 3, 4. 4 ống nghiệm chứa một trong các dung dịch. Biết rằng dung dịch trong ống nghiệm 2, 3 tác dụng với nhau sinh khí. Ok. Chúng ta dùng cái dùng phương pháp bữa trước 2 cộng 3 tác dụng với nhau sinh khí. Tiếp tục 2 và 4 không vượng với nhau. 2 và 4 không phản ứng được với nhau. Vậy thôi à? Đơn giản vậy thôi. 2, 4 không phản ứng. Ủa sao vậy ta? 2 cộng 4 là không phản ứng này. Rồi. Điều cầu chúng ta là xác định các chất trong dung dịch. Xác định dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 4 và viết phương trình hóa học sẽ ra. Và sao để cho dễ dàng vậy ta? Rồi. Bây giờ chúng ta sinh khí đi em ơi. Thì câu này dễ mà. Thôi coi. Câu này thì chắc mời người Đắk Lắk nói chuyện về người Đắk Lắk đi. Mời Trăng đi. Cái chất sinh khí là chất nào em? Hai chất có thể tác dụng sinh khí là nào? Dạ, em nghĩ là chữ viết NCL2 với chữ Cái này sẽ là sinh khí nào? Không, nhầm. Hai chất mà sinh khí là hai chất nào ạ? Khí đây chỉ có khí là khí nào thôi. Khí CO2 đúng không em? Khí CO2 thì mình chọn đó là gì? HI với NH. CO2 thì mình chọn Na2CO3. Với gì nữa? Ủa nhầm nữa. Đúng rồi, Na2CO3 mới sinh được CO2 chứ. Có khí nào nữa đâu. Cộng cho HI nữa thôi. Em nghĩ là... Đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta phải khảo sát đâu là 2, đâu là 3. Bây giờ mình giả sử như là cái thằng kia đi. Thằng HI là 2 đi. 2 tác dụng với 3 được không ạ? 2 tác dụng với 3 là có sinh khí. Bây giờ nếu 2 là HI thì HI nó sẽ tác dụng được với AgNO3 có tủa. Như vậy ở đây mình sẽ không. Nhưng HI thì không tác dụng được với ZN sẽ là 2. Do đó trong trường hợp này nếu mà là 2 là HI thì 4 của chúng ta là đây. Thì giả sử đây nha, đây là 1 này. À, sau đó đây là 3 này. Đây là 2 thì đây sẽ là 1. Ở đây là 4, đây là 1. Cây kiến nhiều này không ạ? Đây là 3 nha. Đây là 2 nha. Đây là 4, đây là 1. Vì cái thằng HI thì nó tác dụng được và AgNO3 có tủa. Đó là tủa AgY, cái tủa màu vàng em nha. Còn thằng HI thì không tác dụng bởi ZnCl2. Được chưa? Còn nếu mà em không làm được điều đó thì em giả sử điều ngược lại. Thêm giả sử thằng 3 là thằng HI, thằng 1 là thằng thằng Na2CO3. Được chưa? Nếu nó là 3:1 thì bây giờ Na2CO3 thì chúng ta biết rồi, Na2CO3 thì tác dụng được với AgNO3 tạo ra cái tủa là Ag2CO3 màu trắng. Và ZN cũng kết hợp với CO3 được để tạo thành ZnCO3 như vậy. Sau đó đây là hai chứ nhỉ. Đây hai. Như vậy hai nó tác dụng được với cả hai muối AgNO3 và ZnCl2. Như vậy trường hợp 2 chúng ta bỏ. Rồi, như vậy thầy đã xác định xong cái kiến gì hay không? Thưa ơi, mình kiến nhiệm thưa ơi. Nó dễ mà, thầy đánh giá là quá dễ luôn. Bây giờ năm đó mà trúng câu này là trúng tủ rồi nè. Quá dễ. Học nhiều quá thôi, thầy phản xạ tốt thôi.